Cùng của bài hát Hào khí Việt Nam sẽ được vang lên, kết hợp với điệu múa đến từ các cô gái chàng trai tới từ văn phòng tàu. Tiết mục khơi dậy lòng tự hào lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải cố gắng hơn nữa để đem sức trẻ cống hiến xây dựng Việt Nam ngày một giàu mạnh. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Văn phòng tổng đâu ạ? Cổ vũ mà nha.
bao nhiêu sương gió, bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống để lại cho những tốt đẹp cho tương lai. Kính thưa quý vị, với các khúc hào khí Việt Nam đã được dân và quý vị đã được thưởng thức qua Văn Phòng Tổng biểu diễn trong buổi sáng hôm nay, xin quý vị dành tặng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho Văn Phòng Tổng. Xin chân thành cảm ơn.